Tối ngày 5 tháng 8, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ chém người ngay quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành. Thông tin ban đầu chiều cùng ngày, anh V, 28 tuổi, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, đến hát tại quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Lúc tính tiền, giữa anh V và nhân viên quán là A, 29 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, A dùng dao rượt chém anh V từ trong quán ra trước vỉa hè. Dù anh V đã ngã gục, không còn khả năng kháng cự, nhưng A vẫn tiếp tục dùng dao chém. Do vết thương quá nặng, anh V đã tử vong trên đường đi cấp cứu.